Lần đầu tiên bóng truyền Việt Nam vào top 4 đội mạnh nhất châu Á, hạ gục Đài Loan Trung Quốc, đội có hạng thế giới cao hơn nhiều so với Việt Nam. Thưa quý vị, đội tuyển bóng truyền Nam Việt Nam vừa tạo nên cơn sốt giải châu Á ABC Challenge Cup 2023, vừa chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Đài Loan Trung Quốc, qua đó giành một suất vào bán kết. Trước trận đấu, Đài Loan Trung Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều khi đang xếp hạng thứ 46 trên bảng xếp hạng thế giới. Trong khi đó, tuyển bóng truyền Việt Nam do thời gian dài không thi đấu quốc tế nên không được xếp hạng. Vì vậy đội chủ nhà được cho là sẽ có chiến thắng dễ dàng khi gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai giải AVC Challenge Cup 2023. Tuy nhiên với tâm lý thi đấu thoải mái, cầu thủ Thanh Thuận và các đồng đội đã nhập cuộc tự tin. Thầy trò huấn luyện Trần Đình Tiền triển khai những miền đánh đa dạng và hiệu quả, bám đuổi từng điểm số với Đài Loan, Trung Quốc để ngược dòng thắng 25-20 trong set đầu tiên. Sang set thứ hai, đội chủ nhà thể hiện được bản lĩnh của mình khi giành chiến thắng 25-23. Nhưng với sự quyết tâm cao, các tay đập của Việt Nam chơi bùng nổ và thắng 2 set liên tiếp với điểm số lần lượt là 25-19, 25-15, qua đó giành chiến thắng Trung cuộc 3-1. Chiến thắng này giúp cho bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên vào top 4 đội mạnh nhất châu Á. Đối thủ của Việt Nam ở bán kết sẽ là đội thắng cho cặp đấu giữa Thái Lan và Indo.